Xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm trang web Hyundai Việt Trì. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị có thể biết thêm nhiều thông tin về đại lý Hyundai Việt Trì và các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Trước tiên, chúng tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả khách hàng, những người luôn bày tỏ sự yêu mến và quan tâm đối với Hyundai Việt Trì và các sản phẩm của chúng tôi. Hyundai 3S Việt Trì là một trong 35 đại lý Hyundai 3S được ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt. Showroom Hyundai Việt Trì được tọa lạc tại đường Hùng Vương, khu 4, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô nói chung và dòng Hyundai nói riêng, Hyundai 3S Việt Trì đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình là một trong những Hyundai hàng đầu trên cả nước được khách hàng lựa chọn và đánh giá cao. Giờ đây, Hyundai 3S Việt Trì đã được thay đổi màu sắc để nhận diện thương hiệu Hyundai. Thay vì màu xanh dương đậm như trước đây, Hyundai đã thay đổi màu nâu mang đến một không gian và một thương hiệu dễ nhận diện hơn. Hyundai Việt Trì, đại lý Hyundai 3S được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ Hyundai 3S. 3S Việt Trì được xây dựng và hoàn thiện từ tháng 1 năm 2013, nằm trên diện tích 9.000 m2 với diện tích rộng rãi, hệ thống an ninh đảm bảo, quy trình kho bãi xưởng được quy hoạch theo tiêu chuẩn 3S của Hyundai toàn cầu. Hyundai Việt Trì là điểm đến lý tưởng cho khách hàng các tỉnh phía Bắc nói riêng và trên cả nước nói chung khi mua xe cũng như các dịch vụ hậu mãi về sau cho khách hàng. Hyundai 3S Việt Trì là một trong 35 đại lý 3S ủy quyền chính thức của tập đoàn Hyundai Thành Công, chuyên cung cấp và phân phối các dòng xe Hyundai nhập khẩu, lắp ráp các dòng xe tải nhẹ, các phụ kiện chính thức từ Hyundai. Mô hình 3S đạt tiêu chuẩn chất lượng của Hyundai Thành Công, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng. Hãy một lần đến với Hyundai Việt Trì cùng chúng tôi cảm nhận sản phẩm tốt cũng như chất lượng dịch vụ để câu seven. Nếu bạn chưa hài lòng, hãy nói với chúng tôi. Nếu bạn đã hài lòng, xin hãy chia sẻ với người khác. Sẽ là kim chỉ nam cho chất lượng cũng như dịch vụ của Hyundai Việt Trì. Đến với Hyundai Việt Trì, quý khách sẽ không chỉ được sở hữu một chiếc xe hoàn hảo với những trang bị thiết kế kỹ thuật tiên tiến nhất mà còn được các dịch vụ chuyên nghiệp trước, trong và sau khi mua hàng. Tư vấn chính xác, nhiệt tình, chu đáo của nhân viên bán hàng, chuyên viên tư vấn bảo dưỡng, bảo hành sau bán hàng, cung cấp phụ tùng, phụ kiện chính hãng nhanh chóng kịp thời, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn làm các thủ tục mua bán xe trả góp cho các cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi của từng ngân hàng, hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay từ 3 đến 5 năm, thủ tục nhanh gọn, duyệt hồ sơ cho vay nhanh. Dịch vụ sau bán hàng với chương trình ưu đãi bảo dưỡng, chương trình hướng dẫn sử dụng xe hiệu quả với sự tư vấn của các chuyên gia, chương trình khách hàng thân thiết. Cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/24, hỗ trợ khách hàng trong mọi trường hợp ở bất cứ địa điểm và thời điểm nào. Hyundai Việt Trì có khả năng đáp ứng các nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng xe của khách hàng tại các tỉnh phía Bắc và khu vực lân cận với công suất phục vụ 200 lượt xe một ngày. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đến Hyundai Việt Trì, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng phục vụ hoàn hảo với mức giá ưu đãi nhất. Đại lý Hyundai Việt Trì cam kết sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng phục vụ chuyên nghiệp để khẳng định được chất lượng dịch vụ và uy tín để từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường ô tô cả nước. Cung cấp các dòng xe như Hyundai Tucson, Hyundai Grand i10, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Hyundai Việt Trì hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.